Duy đến từ Phương Bình Group. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách thực hiện món panna cotta với puree Jupiter. Và chúng ta sẽ có những nền chính như là dâu, kiwi, xoài và đào, blueberry. Thì chúng ta sẽ kết hợp những loại puree này để chúng ta làm ra món panna cotta đến trái cây và có vị phô mai trong đó. Thì chúng ta, những nguyên liệu chúng ta cần thiết đó chính là bột phô mai, đường cát, gelatin, puree xoài, whipping cream, sữa tươi và nước ấm. Đầu tiên chúng ta sẽ chưng cách thủy 4g gelatin với 50ml sữa tươi. Đến chúng ta sẽ pha chế hỗn hợp nhân panna cotta. Chúng ta sẽ sử dụng 30g bột phô mai, 100ml nước ấm nằm ở mức độ 60 độ C và khuấy đều. Sau khi chúng ta đã khuấy đều hỗn hợp phô mai rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho vào đây là 60ml ăn con. Và tiếp đến là 20g sữa chua không đường. Và chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp nhân panna cotta. Sau khi chúng ta đã khuấy đều hỗn hợp thì chúng ta sẽ cho vào cuối cùng, đó là gelatin và sữa tươi mà Duy đã chưng cách thủy trước đó. Và chúng ta sẽ khuấy đều một lần nữa. Vâng, và chúng ta sẽ sẵn sàng đổ ra full panna cotta rồi các bạn. Khi chúng ta đã khuấy đều hỗn hợp nhân panna cotta, chúng ta sẽ được một hỗn hợp như thế này. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ làm thành phẩm một ly panna cotta hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ bơm vào đây puree dâu 10ml, và tiếp theo sẽ đổ nhân panna cotta vào. Chúng ta sẽ đem ly panna cotta chúng ta để vào tủ mát. Tủ mát thì chúng ta sẽ để khoảng tầm 30 phút thì chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ được hỗn hợp như thế này. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ sử dụng gelatin mà chúng ta đã chưng cách thủy để làm một cái lớp topping xoài ở trên cùng. Chúng ta sẽ sử dụng 10ml nước ấm.
đó chúng ta sẽ rưới lên phần topping trên banana của ta. Và Duy đã thành xong thành phẩm một ly banana cốt ta để phục vụ cho quán của mình. Chúc các bạn thành công với món này nhé.